Xin chào các bạn. Hôm nay là mình đang cầm hai cái chai Coca-Cola và nước Tăng Lực. Hôm bữa giờ đi chơi nhiều quá cho nên là đã dành được một đống ve chai luôn. Đổi ve chai này có thể là kiếm thành triệu phú ra mấy bạn. Một ve chai là 3 đồng. Vi ra tiền Việt là 10.000 đồng một chai đó. Còn lon này thì 2 đồng nha. Ít hơn. Còn các bạn đoán mình có bao nhiêu tiền ở đây? Bây giờ mình đang tới siêu thị nè. Đây là máy đổi chai. Bây giờ là mình sẽ lấy chai ra đổi. Là mình sẽ cho bấm nút. Chút nữa là mình sẽ bấm nút từ thiện. Mà trong khi là mình bấm nút này á, mình có thể có cơ hội để kiếm được mấy tỷ tiền Việt Nam. Bây giờ mình thử thôi nè. Bắt đầu mở máy lon nha nè mấy bạn ơi. Mình mỗi lần mình mở vô nó sẽ hiện lên tiền nè, thấy không? 2 đồng. Cá lon thì 3 đồng. Đó. Các bạn nghĩ mình đổi được bao nhiêu đồng? Hãy theo dõi nha. Vậy là mình đã đổi được 200 đồng tiền đây nha. Vì ra tiền Việt là khoảng 600 ngàn. Hồi nãy giờ mình đổi được 99 cái chai rồi đó. Đầy rồi, mình phải kêu nhân viên ra làm. Nhưng mà bây giờ mình bấm nút màu đỏ là từ thiện mình có thể kiếm được tiền nè. Mình thử nha. Bây giờ mình thấy gì kìa bạn? Nó mới đèn mình thắng kìa. Bao nhiêu vậy? Bao nhiêu Nó vậy? được 100 krona á. Vậy là mình đã cho từ thiện 200 đồng, mình thắng được 100 đồng. Xém được thêm 4 con số 0 nữa là được mấy tỷ rồi đó. Vậy là bây giờ mình vô hiệp 2 nha. Hồi nãy máy đầy rồi nên nhân viên phải ra thay vô cho máy thay hết chai. Bây giờ mình cái chỗ đó bỏ vô tiếp rồi nè. Hồi nãy là mình thắng được 100 đồng nhá. Tí nữa mình sẽ cầm 100 đồng đó mình có thể vô siêu thị muốn mua cái gì mình mua. Hay là đổi ra tiền mặt cũng được. Vậy bây giờ đây là lon ngàn cuối cùng. Lon cuối cùng đây. Bây giờ mình sẽ thử cái số hơn của mình nữa. Bấm nút tự tiện tiếp theo, bấm đi. Này bấm một lần nữa. Ôi. Trời ơi, bạn đã thua rồi. Vậy là bạn hôm nay đã cho hội từ thiện 350 đồng. Mà thắng được 100 đồng. Hôm nay đổi gần như là mấy trăm chai, 200 chai. Bây giờ mình sẽ vô siêu thị lấy cái giấy đó để mình mua đồ nha. Vậy là mình sẽ lấy tờ giấy này. Mình sẽ mua. Hôm nay là giảm giá pizza, mình sẽ mua 5 cái pizza. Sao loại nào? Vậy là hôm nay mình đi được đổi chai, mình được ăn pizza, mà vừa được cho từ thiện tiền nữa. Vậy là một đống nhỏ chai đổi thành 5 cái pizza đồng đá. Thôi, vậy cũng được rồi. Tối nay có pizza nướng mà ăn.